Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của tôi ngày hôm nay. Và các bạn ơi, sau đây mình xin tiếp tục review đến tất cả các bạn về cái cây bonsai. Cái cây này là cái cây bonsai. Như ở cái video trước thì mình vẫn review về cái cây bonsai. Thì mình sẽ làm một series về cái review cây cây cảnh các bạn nhé. Thì những cây cảnh này là cái cây cảnh rất là đẹp các bạn ạ. Thì đây là ở trường cấp 3 thời ngày xưa mình còn đi học các bạn ạ. Thì ở đây họ các em học sinh, tôi chắc chắn đây là các em, tại vì cái video trước ấy thì mình có nhầm lẫn đôi chút về cái khóa học, thì nhưng mà lần này thì chắc chắn là mình sẽ không nhầm lẫn được các bạn nha. Thì đây các bạn ạ, đây là cái cây này, cây bonsai này là do các em học sinh khóa 14 mới khóa đến khóa 17 tặng, kính tặng. Thì đây sẽ chắc chắn là không phải là tôi nhầm lẫn được nữa. Thì bây giờ tôi sẽ review đến cho tất cả các bạn cùng xem cây bonsai này. Tôi thấy cái gốc này cũng đẹp, không kém gì cái cây gốc kia đâu các bạn nha. Thì bây giờ các bạn hãy cùng mình theo dõi về cái cây bonsai này. Thì đây các bạn ơi. Đó. Đây là cây bonsai mà các em học sinh khóa 14 với khóa 17 nhá. Các bạn ơi. Đây. Đó, kính tặng. Đấy nên là này tôi chắc chắn là tôi sẽ không nhầm lẫn được đâu các bạn ơi. Bây giờ mình xin tiếp tục review cây phong cảnh cho tất cả cùng xem. Đấy, các bạn hãy xem này. Các bạn hãy cùng mình xem cái cây này nhá các bạn nha. Đây là cái cây si bonsai các bạn ạ. Đây, họ đã dùng những cái thanh sắt ở đây để tạo nên những cái khuôn ở đây các bạn ạ. Cái đây, còn đây là rễ nhá, chứ không phải sắt đâu. Đấy, họ buộc vào đá này để cho nó lên, nó cái rễ của nó bao trùm vào cái đấy này các bạn ạ. Cái hòn đá này. Các bạn đã nhìn rất là đẹp, tuyệt vời luôn, đúng không? Đấy, các bạn nhìn xem. Đấy, nó hơi tối một tí, các bạn hãy thông cảm cho mình nhá. Đấy, đây là ở phía dưới của cái thân cây. Đây này, họ làm tất cả những cái này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, rất là đẹp. Các bạn công nhận với mình là đẹp không? Nên mình sẽ đứng ra xa để lấy tổng thể cái cây bonsai này các bạn nhá. Đó. Đây. Các bạn này, đẹp không? Đây các bạn ơi. Đấy. Đây là tổng thể về cây bonsai này các bạn nhá. Mình đang cho tất cả các bạn cùng xem. Mình đứng ở chỗ này có khả năng nó sẽ hơi tối. Đấy. Nếu như các bạn, đây mình sẽ tiến lại gần hơn nữa để cho các bạn xem, cùng xem về cái gốc cây của nó ở đây. Đấy, cái gốc cây rất là đẹp đúng không? Đẹp, đẹp cả nhờ các bạn nhờ. Đấy. Các bạn nhìn thấy không? Đây. Đây, đây, đây đều là tất cả là những cái gốc cây của các bạn ạ. Tôi cũng không rõ cái cây này đã được trồng từ bao lâu, hay là từ lúc mua về cho trông nó như thế nào, tôi cũng chưa rõ các bạn ạ. Nếu như các bạn thấy cái video này của mình hay và bổ ích thì các bạn hãy like và chia sẻ comment ở phía bên dưới đến để tất cả mọi người cùng xem, và tôi sẽ hiểu biết thêm về cái cây bonsai này nhé các bạn nhé. Đấy. Để mà tạo khuôn tạo mẫu như thế nào thì các bạn hãy cứ bảo mình nhé. Đấy. Được không? Rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Đây các bạn nhìn lên trên này. Đấy. Đấy, các bạn nhìn không? Đây là tổng thể cái cây của nó, cây mình đang review các bạn ạ. Thì cái khuôn mẫu của nó như thế nào thì mình cũng chưa rõ. Đây. Có rất là nhiều cái rễ của nó mọc ra rất là đẹp, mọc xuống đây này. Đây các bạn này. Đấy. Đấy. Thì nếu như các bạn biết thêm nhiều về cái cây, là cây này. Đây là cây si các bạn ạ, cây si bonsai của các em học sinh khóa dưới đã tặng cho trường. Như cái khóa của tôi thì tôi không nhớ là mọi người có tặng cái gì không, nhưng mà ở những cái khóa sau thì họ tặng rất là nhiều thứ. Đấy. Đây là cây si nhá. Cây si này hình như là nó chưa ra quả. Cây si này có ở đây, có mặt ở đây từ năm 2017 rồi. 2017. Ừ, cái đấy.
27 đấy. Thôi các bạn ơi, tôi chắc là tôi sẽ phải dừng cái video ở đây thôi các bạn ạ. Các bạn thấy cái video này của mình hay thì hãy like, comment, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin chào tất cả các bạn. Như ngày xưa, năm 2017 thì chắc giá trị nó còn cao. Đến 20